Hảo bạn thân dành cả đêm lôi văn mẫu ra thuyết rằng khuyên anh em chí cốt đừng dại gì dính vào con lũy tình yêu. Nửa đêm rồi mà thằng bạn cùng phòng với mình vẫn cặm cụi đan đan lát lát, hỏi ra thì mới biết là làm tặng cho bạn gái. Cho rằng bạn mình bị người yêu thao túng tâm lý nên một chàng trai đã móc hết ruột gan dành cả đêm ngồi thuyết giáo cho bạn nghe về mặt xấu khi yêu đương. Thanh xuân này đáng quý biết bao nhiêu, 0 giờ 55 phút sáng mày ngồi đây đan khăn cho cô ấy thì ngày mai mày định ngủ đến mấy giờ? Mày đan đến 2, 3, 4 giờ sáng thì ngày mai mày ngủ đến 10 giờ. Đợi đến 10 giờ mày dậy phải đi học đến 12 giờ. Nói không chừng trên lớp mày còn ngủ gật. Mày có biết là mày đã mất những gì không? Từ 4 giờ đến 12 giờ lẽ ra là thời gian mày tiếp thu tri thức, nhưng mày lại ngồi đây đan khăn. Mày lấy cái gì để bù lấp vào khoảng thời gian học tập quý giá đó bây giờ? Mày không thấy trống trải sao? Hả? Tao thấy trống trải thay cho mày đây. Hai. Phải. Nếu tao là mày, tao sẽ bỏ thứ trên tay xuống và nói với cô ấy: ông này điếu đan nữa, sao không phải đan? Làm người phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Mày không thể cứ đơn phương bỏ ra như vậy được. Đây là chuyện quái quỷ gì? Đây là chuyện con người có thể làm ra à? Mày nhìn cho kỹ đi. Sao mày ngu thế hả? Thậm chí nói xong một hồi anh còn chửi thề nữa. Đáp lại những lời tâm sự chân thành của chàng trai, bạn cùng phòng của cậu vẫn bất biến giữa dòng đời cạn biến, từ đầu đến cuối không nghe răng nửa lời, tay thoang thoát không ngơi nghỉ việc đàn khăn lấy một khắc nào. Cư dân mạng thì cho rằng ông anh tính lóng như kem vậy, cứ đi ngủ đi, biết đâu sớm mai dậy lại thấy chiếc khăn để trên đầu giường của mình thì sao nhở? Các bạn đã gặp trường hợp này chưa? Cùng comment chia sẻ những lần được bạn thân khuyên bảo về tình yêu xem có giống không nào. Và nhớ là ủng hộ 8TV bằng cách like, share và subscribe để cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.